Nhiều thập kỷ qua, nhiều hộ dân trên đường Mạc Vân, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh sống chật vật trong những ngôi nhà nhỏ hẹp, ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Dù chỉ dài 170m, nhưng đoạn đường này có tới hàng chục hộ dân mưu sinh bằng đủ nghề như bán tạp hóa, cắt tóc, bán thức ăn. Đoạn từ đường Bình Đông đến đường Tuy Lý Vương bị bóp nghẹt bởi hai dãy nhà san sát, mang theo lối đi là những mái hiên chấp vá tạm bợ, đường gồ ghề, nước đọng sau các đợt mưa dài. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trình Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường Mạc Vân, quận 8. Theo hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh lập trình thẩm định, sở này đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến 2018 thành 2016 đến 2025 để phù hợp tiến độ thực hiện thực tế của dự án. Dự kiến công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng sẽ hoàn tất trong năm 2024, để đến năm 2025 sẽ bước vào giai đoạn thi công, xây dựng hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng và quyết toán. Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 81.699 tỷ đồng lên 95,64 tỷ đồng do cập nhật lại chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chi phí dự phòng theo phù hợp với thời điểm triển khai thực hiện dự án.